có thể tiến đến hôn nhân. Hỏi bạn gái của bạn gái có chịu không, nửa năm nữa kết hôn chịu không, hỏi không, em nghĩ là bạn gái chịu. Thật ra thì em nghĩ là khoảng nửa năm nó cũng còn hơi sớm. Mày nhiều... mới nói với tôi là đang chờ sẵn chừng nào cũng được, chừng nào thì lấy chồng được. Hiện tại thì cũng được. Tại vì tìm hiểu thì tìm hiểu hơi lâu tiếng chứ. Đúng rồi em. Hợp lý. Kỹ kỹ một chút thì sau này mình sẽ gắn bó lâu dài. Rồi chúng ta bước tới một cái bước tiến nữa, đó là kết hôn. Bây giờ kết hôn xong, các bạn ở đâu nè? Có làm dâu không hay là như thế nào? Bạn đi. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quỳnh Linh và bạn trai bên kia. Rồi, chào khán giả. Em tên là Mơ, em quê ở Cà Mau. Cái gì Mơ em? Quang Kiều Mơ ạ. Quang Kiều Mơ hả? Dạ. Tên lạ mà đẹp ha. Tên hay quá ha. Dạ. Rồi, mời em trai. Em chào anh. Em rồi chào tất cả anh chị em trường quay. Em tên Nguyễn Thiên Ích. Nguyễn Thiên Ích hả? Đúng rồi. Trời, tên còn lạ nữa. Bên kia dạ. Quang Kiều Mơ là cũng lạ rồi. Ở đây là Nguyễn Thiên Ích. Dạ. Em là người Hoa đúng không? Đúng rồi, em gốc Hoa. Em thì làm sale thời trang cho một hãng công ty. À, sale thời trang. Công việc thì cũng thoải mái, thời gian giờ giấc được. Dạ, mời nhà gái. Em làm ở đâu? Em đang làm ở quận nhất đó chị. À, em đang làm công ty kinh doanh lốp xe. Em làm bộ phận nào? Em làm bộ phận kế hoạch ạ. Kế hoạch. Thật ra là em làm quận nhất nhưng mà em ở Bình Dương. Ủa sao vậy? Dạ. Cô gái này là đang ở Bình Dương đó nha, không biết nhà trai là đang ở đâu. Em thì ở Sài Gòn, còn ở chung với lại gia đình. Em ở gia đình ở quận mấy? Ở bên quận 6. Rồi nhà gái nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Thật ra là nếu như về ưu điểm thì cố gắng lắm thì chắc cũng tìm được một ưu điểm thôi, là em có thể đồng cảm với người khác, nghĩa như mọi người có tính tâm sự gì đó thì em đồng cảm được. Thì nói chung là mình miễn cưỡng mình coi nhân là một ưu điểm. Tại vì hầu như là em thấy phát khuyết điểm thì em nhiều hơn, nên là nếu có thể được kê được một danh sách, nhưng mà mình cứ liệt kê một hai cái, ví dụ như là em vụng về trong việc cái mức cái vấn đề mà làm dâu thì nó cũng là một trong những cái trở ngại. Và thêm một cái đó là em hơi bị cọc tính chị. Nói chung là nó cũng thất thường mưa nắng, nên là hôm nào mà kiểu áp lực công việc hay là tâm trạng không được tốt lắm thì em hay cọc tính, là nói chung là bất chấp người nhà bạn bè gì như là em la hết vậy đó hả Mơ? Tên Mơ mộng quá mà sao mà tới dạ. Mức mà cọc lên là bất chấp luôn hả? Thật ra là con cũng đang điều chỉnh một chút nhưng không biết điều chỉnh khi nào chứ. Phải điều chỉnh đi em ơi, cọc lên mà bất chấp là cũng mệt lắm á. Thật ra là cái câu chuyện mà mình vụng về thì mình không có thể nào liên đới đến cái việc là mình trở ngại trong cái việc làm dâu. Tại vì quan trọng là mình có muốn làm dâu hay không. Chị thấy em còn một ưu điểm nữa hay là do em khiêm tốn, làm rất là xinh đẹp, rất là dễ thương luôn. Em có tự tin về cái đó nha. Bây giờ em hay suy nghĩ có phải không? Nhà gái của tôi khiêm tốn. Dạ, thường dạ, mình xinh đẹp cũng đừng nói ra, để người khác nói ra hay hơn. Nhà trai nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em đẹp trai. Đẹp trai. Không cần bác năng động, luôn luôn muốn học hỏi nhiều thứ trong cuộc sống, trong công việc cũng vậy. Khuyết điểm thì theo góp ý của nhiều người thì nói hơi bị nhiều, chưa đủ độ tinh tế. Cũng hay á, bạn nhận ra là bạn đủ độ tinh tế là cũng hay đó. Thường nói nhiều hay va vấp, va vấp thì thiếu nhiều khi dạ, thiếu tinh tế. Giống nhanh gì đó, anh cũng hay nói tùm lum la, hồi đôi khi nó cũng có trật chứ bộ. Dạ. Không lo, nhưng mình biết được thì mình khắc phục được. Để tôi qua được coi nhà gái xinh đẹp ở nào. Trời ơi. Nhà trai tôi cũng phong trần lắm. Tôi ít khi nào khen ai chứ. À. Tôi khen là phải có lý do. Dễ thương, xinh xắn. Khen nào thì lấy chồng được. Hiện tại thì cũng được. Hiện tại thì cũng được. Tại vì ra là tuổi của con cũng 30 mấy tuổi rồi. Cái này nhà trai chịu nè. Trong chế độ chờ sẵn đó. Thành ra nhà trai có rất là nhiều thuận lợi ha. Có đường tình duyên sao? Sao? Em thì là có trải qua 3 mối tình. Có một mối tình là còn nhỏ quá, chưa có sâu đậm. Một mối tình là lớn hơn tuổi. Và một mối tình là 6 tháng trước. Mới 6 tháng rồi đó nè. 6 tháng. Mới chia tay 6 tháng hả? Nhiều khi nó cũng không sâu đậm cho nên là... Mấy năm mà chia tay 6 tháng? Quen nhau 9 tháng. Ta ráng 10 ngày nữa là ngon. Quen có 9 tháng chia tay là sai rồi. Ông có 3 mối tình nha, mình nghe mình thấy hoành tráng. Mối tình đầu tiên còn nhỏ xíu rồi, chắc lúc đó học cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi cái mối tình mới đây, chia tay mới 6 tháng, hỏi quen nhiều quen 9 tháng. Ủa rồi cái khúc giữa là quen bao lâu? Cái mối tình lớn hơn tuổi là quen nhau được 1 năm rưỡi. Năm rưỡi là chắc sâu đậm ạ. Nhưng mà phía của em là cảm thấy không có thích hợp với người có đối phương. Nghe cô này nói có gì thấy thích hợp không? Thấy có hợp không? Thấy tính cách cũng hợp. Thấy có vô như thế nào? Có. Ráng sau này quen cho bằng mọi giá, ráng vượt qua cái 9 tháng 10 ngày là bảo đảm là nó sẽ bền bỉ. Đó, bây giờ mình muốn có một người yêu như thế nào nè? Thấy cái tuổi, nói chung là muốn có một gia đình, một nơi để con về. Nói chung là một nơi có một người phụ nữ và đứa con chờ đợi. Đơn giản vậy thôi. Thì sự chân thành là phải có căn bản và hướng nội.
em chỉ cần điều đó thôi. Ngoại hình em có mong muốn gì không? Ngoại hình thì bình thường được rồi. Cô gái bên kia là nhỏ nhỏ dễ thương. Dạ. Điều kiện đưa ra của nhà trai khó không? Cái chỗ hướng nội cũng không chắc. Dạ mình hướng ngoại đúng không? Ngưng lửng chứ gì? Ngưng lửng chứ gì? Ở chứng giữa hả? Dạ, mình ngoại tốt thôi. Hướng nội hướng ngoại cũng được. À, để hỏi bạn chiều cao cũng được. Hỏi đi. Bạn bên đó có yêu cầu về chiều cao của bạn? Chiều cao thì lùn hơn em là được rồi. Đứng cao hơn em. Lùn hơn nhưng lùn hơn nhiều được không? Lùn hơn nhiều được không? Ok. Lùn hơn sâu đậm luôn á được không? Tôi vẫn chấp nhận. Tôi vẫn chấp nhận. Thật ra bạn gái đây nhỏ con mà xinh. Dễ thương rất là xinh luôn. Trời à, không lo. Bây giờ mình mong muốn một người chồng lý tưởng thế nào? Chứ đó là bạn ấy phải có suy nghĩ gì cho gia đình. Con là ưu tiên những người cho gia đình. Người đàn ông của gia đình. À, không nhất định là họ không có bạn bè hoặc là họ không thể giao lưu bạn bè. Nhưng mà trong tâm của họ lúc nào cũng sẽ có gia đình. Không nhất định phải là gia đình nhỏ nhưng mà cha mẹ của mình, anh chị em nữa. Mày có nghe anh nói không? Anh mơ ước có một người, một nơi để quay về, một người vợ và một người đứa con chờ đợi anh về. Thì cái đó là nhà của ảnh, ví dụ như bây giờ con về là nhà của ảnh, ví dụ như bao bố mẹ, anh chị em, họ hàng được các kiểu. Nhiều khi ảnh về anh chỉ chăm lo cho cái gia đình nhỏ thôi, quên đi cái gia đình to kia thì... À, con muốn chăm lo luôn gia đình to luôn đúng không? Dạ. Thì dĩ nhiên, gia đình nhỏ ta chăm lo được thế nào, tôi cũng quan tâm gia đình to thôi. Dạ. Cái sợ cái quan tâm gia đình to mà không quan tâm gia đình nhỏ đó, đúng. Cái đó mới là mệt, còn gì khó hơn không? Bạn đó sẽ có chiếc cầu tiến, không nhất định là công việc của lương cao hoặc là lương thấp như thế nào, ít nhất là bạn sẽ phải có suy nghĩ là mình muốn vươn lên. Thêm nữa là có thể kiểu thích thể thao, tại vì cũng hơi lười vận động nên là cần một người để cùng nhau vận động. Vừa hết đất vừa hát được không? Không cần đúng không? À, đi kiểu cùng đi ra sân xem bóng đá cũng được, chạy là được rồi. Này chắc hít hát không nổi. Không nổi đúng không? Không nổi. Thôi nói vậy thôi. Hai môn đều biết nhưng mà phải riêng lẻ. Tách ra. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân nào, bạn trai đi nha. Em thì không đi với người nhà, tại vì mẹ thì là không được khỏe, yếu. Rồi, không lo. Không sao, có ông Mai lo cho. Dạ. Ừ, con đi với ai? Dạ, nãy con từ công ty chạy qua. Rồi, thôi rồi. Có chị Lan hai, đó. Hai đứa tự nói chuyện nhau đi ha. À, duyên nó tới, nó sẽ tới thôi. Bây giờ thì mở ra. Bắt đầu đi ít. Nào, đứng chờ sẵn đi cưng. Chào em. Dạ, cảm ơn. Anh giải luôn sô cô la. Cho cuộc sống ngọt ngào lên. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Có phần là nhỏ về quê thôi nhưng mà anh sẽ không chê. Mình cảm nhận về nhau đi. Bây giờ là anh đi làm, là anh làm cả tuần luôn hay là như thế nào? Công việc của anh thì không có ngày nào nghỉ hết. Chủ nhật thì anh dành thời gian buổi chiều cho riêng mình hơn. Bây giờ là anh sống với bố mẹ. Đúng rồi, sống với lại bố mẹ. Anh chị em thì có gia đình hết rồi. Dạ. Còn mình anh thì nhà cũng không có danh lắm. À, lúc nãy em chưa có nghe, không biết là anh sinh năm mấy. Anh sinh năm 88, còn em? Em dạ, em sinh năm 89. Sinh năm 89. Dạ, anh là bạn tính hẹn hò nhé. Nói chung là phải có thời gian tìm hiểu nhau hơn, thêm hơn về tính cách. Dạ. Nói bây giờ nhà người ta ở Bình Dương, người ta làm ở quận nhất, tìm hiểu như thế nào nè? Thời gian gặp nhau như thế nào để tìm hiểu nhau? Từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Bình Dương cũng không phải xa lắm. Nói chung là có tình cảm rồi thì khoảng cách nó cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Ừ, cũng phải gặp nhau mới biết có tình cảm nhau hay không chứ. Đúng rồi, lúc trước thì có xuống Thủ Dầu Một ngoài. Nói chung công việc cũng có xuống Thủ Dầu Một, Tân Uyên cũng có xuống ngoài. Cái đoạn đường đó cũng đi thường. Yeah. Em làm cái công việc á, cái tính chất công việc nó là sao vậy em? Em làm về hành chính rồi. Em chỉ làm đến thứ 6 thôi, thứ 7 chủ nhật em nghỉ. Thứ 6, 7 chủ nhật. Bây giờ một tuần có thể đi xuống Bình Dương chở người ta đi chơi được mấy ngày? Một tuần chắc được một ngày. Tuần ngày được nha. Em miễn cưỡng rồi chị, công việc cũng vất vả lắm, miễn cưỡng. À vậy. Miễn cưỡng. Dễ dàng. Năm nay bạn nào cũng ngoài 30 rồi, hỏi có bây giờ hẹn hò nhau rồi tới bao lâu thì bạn gái cho tiến tới, hỏi bạn gái đi. Theo em nghĩ thì là cái chuyện tìm hiểu để hiểu nhau hơn thì chắc khoảng nửa năm thôi là có thể tiến đến hôn nhân. Hỏi bạn gái có chịu không? Nửa năm nữa kết hôn chịu không? Hỏi. Không, em nghĩ là bạn gái chịu. Thật ra thì em nghĩ là khoảng nửa năm, một năm nó cũng còn hơi sớm. Mày mới nói với tôi là đang chờ sẵn chừng nào cũng được, chừng nào thì lấy chồng được. Hiện tại thì cũng được. Tại vì mà tìm hiểu thì tìm hiểu hơi lâu tiếp chứ. Đúng rồi em. Hợp lý. Hợp lý. Kỹ kỹ một chút thì sau này sẽ gắn bó lâu dài. Rồi chúng ta bước tới một cái bước tiến nữa đó là kết hôn. Bây giờ kết hôn xong các bạn ở đâu nè? Có làm dâu không hay là như nào? Bạn đi. Anh thì có cái dự tính tương lai là ở riêng, không thích ở với lại bố mẹ. Em nói em thích ở riêng, thế thì em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống hôn nhân của mình chưa? Có chứ, về kinh tế, mọi thứ. À, giờ mua nhà riêng được rồi ha? Hiện giờ chưa được, à. Nhưng mà trong dự tính là trong một khoảng thời gian nữa thôi. Đã có dự tính là tốt rồi, hợp lý đúng không? Không làm dâu. Không làm dâu.
Nhưng mà nếu như vậy thì bố mẹ là như thế nào? Tại vì chỉ còn có anh và bố mẹ đúng không? Anh đúng. Chị em là có gia đình hết rồi. Thì nếu là con út mình không là không ở nhà trong số bố mẹ thì có vấn đề gì không? Không có nghĩa là ở gần bố mẹ. Rồi, hợp lý. Rồi, bước tới gần hơn nữa. Em hỏi thẳng luôn đi, bây giờ kết hôn xong rồi anh có đưa tiền cho em hay không? Hai người nắm tay nhau đi rồi hỏi tiếp. Về mặt gia đình á, khi mà kết hôn xong á thì mọi thứ là một thôi. Dạ. Thì em cảm thấy anh nói như vậy có đúng không? Mà nó hơi chung chung quá, chi tiết được không? Về tài chính là hai vợ chồng thì là cùng nhau mà giữ. Nghĩa là của hai người nó giữ? Không, cùng nhau giữ. Bạn gái muốn cụ thể giữ chung là sao đúng không em? Đúng rồi. Theo cái quan điểm của em á là chung một cái sổ tiết kiệm gì đó, gia đình có vấn đề gì á thì ngồi bàn với nhau. Thôi cụ thể là giờ làm lương một tháng xong là bỏ hết vô tiết kiệm luôn hay là sao? Anh nghĩ là vậy đó. Ngoài những chi tiêu nhỏ ra thì còn bao nhiêu là để vô tiết kiệm hết. Chi tiêu nhỏ là gì? Tiền chi phí đi lại rồi nói thứ này. Lan hỏi khó quá. Từ theo mỗi tháng chi tiêu cái này kia chứ đâu phải làm tháng nào bỏ tiết kiệm đủ tháng đó đâu. Nhiều khi làm xong không đủ rồi sao? Tại tôi sợ lãnh lương 20 triệu bỏ vô có 10 triệu. Tại tôi sợ lãnh lương 20 triệu bỏ vô có 10 triệu. À, bạn gái đồng ý với đề xuất của bạn trai đưa ra không? Thật ra thì con thấy nó cũng đồng ý hay. Anh có hút thuốc hay uống rượu? Anh có uống bia hay uống rượu? Hút thuốc thì anh không hút, mà anh làm việc hết việc nhà được đó. Anh không có phân biệt, anh không có phân biệt công việc. Nói chung là người nào khỏe người đó làm, mệt thì mình làm phụ qua thôi. Mà em có hay mệt không? Mà em có hay mệt không? Không, em không mệt. Người nào khỏe người đó làm, anh nhưng lúc nào khỏe thì... Anh cũng luôn làm khỏe ngày nào cũng. À, nào, chúng ta về vị trí thôi các bạn. Để tay mình bấm thôi. Nhìn thẳng về phía trước, kiểm tra lại con tim mình lần nữa xem nó có rung động trước đối phương hay không. Nếu có, chúng ta cho ngay cơ hội đó. Còn nếu không, không cần bấm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Nếu như hai trái tim không đồng điệu với nhau thì sẽ không bao giờ sinh ra một định lý nào cả. Và chúng thấy ở điều đó. Thôi thì trên sóng truyền hình á, chàng trai nào mà chúng ta đồng điệu với cô gái tên Mơ thì bấm nút cho cô ấy và gửi thông tin về chúng tôi. Còn cô gái nào mà thấy rằng mình hợp với lại anh Ích thì gửi thông tin về chúng tôi quý vị nha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều đã đến đây. Cảm ơn anh. Cảm ơn chú, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Dạ, em tên là Huỳnh Nguyễn Việt Xuân, năm nay em 26 tuổi. Em Việt Xuân, 26 tuổi. Dạ, hiện sống và làm việc ở Long An. Long An? Dạ. Em làm nghề gì? Dạ, em làm kỹ thuật viên bên công ty Về Sơn ạ. À, kỹ thuật viên Về Sơn đúng không? Dạ, đúng rồi. Làm ở Long An nhưng mà quận nào? Huyện Bến Lức á. Bến Lức luôn? Dạ. Đồng tên là Trần Thị Kiều Anh, em quê ở Kiên Giang. Em 25 tuổi và đang làm kế toán, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. Ở quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp lận anh. Gò Vấp? Dạ. Vậy là về tới Bến Lức. Cũng dạ không sao, trên quê em là Kiên Giang nên là trên đường về nhà em là cũng qua nhãn. À, không có qua được Bến Lức, đi đường cao tốc thẳng luôn rồi. Chứ nếu mà yêu nhau thì cũng không ngại đường xá xa xôi nha. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thẳng qua bức màn để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Rồi em nói đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là cái gì? Dạ. Ưu điểm của em là hiền lành, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Nếu có vợ thì biết phụ vợ làm việc nhà. Ồ, cái này hay cũng được. Mặc dù em biết nấu ăn. Không biết nấu ăn? Dạ, nhược điểm của em là cũng hơi ít nói. Với lại nhiều lúc đói thì cũng bực bội, khó chịu. Đói quạo đúng không? Quạo, quạo. Trong anh nó đói quạo, bây giờ anh quạo lắm rồi đó. Là em biết nấu ăn anh. À, tốt dạ, quá. Em nấu ăn nói chung là cũng giỏi lắm. Tự khen nấu ăn của em nấu. Rồi. Khuyết điểm? Dạ, em hay ngủ, em cũng nướng nhiều. Vậy hả? Dạ. Ngủ rồi lố giờ, sao giờ đâu nấu ăn? Vậy là chắc để anh bị đói, mà anh bị đói là anh sẽ quạo. Không sao, em sẽ canh giờ. Có, canh giờ hả? Nếu mà hai đứa chung nhà có ảnh là em sẽ canh giờ. Được, dễ rồi, luôn á. Giờ mẹ em nói là bây giờ là kiếm được ai thì cứ gả em thôi. Giờ hối quá rồi con. Trời ơi, em về quê em á là ai em nói con ơi, có chồng chưa? Con gán có chồng đi. Như quê hay hối lắm. Bạn trai thì sao? Đó, bên đây là hối rồi nghe. Bạn trai sao? Rồi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ. Em thì cũng hơi lùng lùng nên là em muốn bạn đó thì hơi cao hơn em xíu đi, để hai đứa đứng cho nó hợp xíu. Em xong muốn mét rồi... mấy? Bên này mét 9 đó. Ôi trời, hút tiêu chuẩn em dữ lắm rồi. Tiêu chuẩn em chỉ là mét 6, mét 7 thôi nhưng mà trả giá xíu xuống vẫn được. Nhưng mà bạn đó tới mét 9 là quá rồi. Nói vậy thôi chứ mét 9 là anh với bạn ấy cộng lại. Còn gì nữa không em? Dạ, bạn đó thì nói chung là không mập không ốm, vừa người là được, ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu là được. Rất gọn. Dạ, vậy là được rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn đó hơi tính gia trưởng nè, với lại em thích bạn đó tính tình thoải mái phóng khoáng xíu đi.
Nông dân miền Tây thì chắc cũng thoải mái phóng khoáng lắm. Miền Tây đừng có lo em. Đừng lo ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Gọi là hào sảng lắm. Bạn trai thì sao? Cái chuẩn người phụ nữ em cần tìm là như thế nào? Em thì cũng không có yêu cầu gì nhiều ở bạn nữ thì dễ thương rồi, hợp tính thì mình tiến tới. Ồ, dễ thương thiệt. Vậy được rồi em trai ơi. Anh lại mắc cỡ quá. Cái gì đâu mắc cỡ. Em phải là một con gái rất là năng động đó. Tươi à. Thích cái tính đó. Tươi. Rồi thoải mái. Dạ. Ha, năng động. Rồi phải nói là giao tiếp tốt nữa. Em phải cố gắng chứ, tại em kiếm chồng. Kiếm chồng. Áp lực quá, mẹ hối luôn. Áp lực quá. Bằng hội giáo những gì Kiên Giang đúng không? Lo lắm rồi anh. Rồi. Em không thích gì cái tính đàn ông ngoài cái sự gia trưởng đó? Không thích à. Nói chung là uống rượu hút thuốc thì em vẫn chịu được, nhưng mà có mức độ thôi, mình vừa vừa thôi. Bạn bên đây chắc anh nghĩ chắc không có uống rượu hút thuốc nhiều đâu. Dạ. Mặt rất là thư sinh. Thư sinh hả? Trời chết, ta thích quá. Chưa biết thôi, trời. Bình tĩnh đi cô ơi, để tôi coi rồi tôi xử lý cho. Chị gái giúp em đi. Ở trong cuộc sống em thích những người đó. Thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích. Dạ, chưa thấy mặt mà nghe anh khen chị thì em thích rồi. Không, em người gái là nhiều người thích đó. Tả cho chị từ dễ hiểu đi. Có cái mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người hả chị? Dạ không. Được rồi. Chỉ cần cười tươi thôi, không có cái điểm nào em không thích không? Mà nó hói đầu đi, hói đầu em không thích đâu. Bụng phải luôn. Hói đầu bụng phải không thích? Dạ. Tiếp tục ngoài ra là bình thường. Hói hói bực mình rồi đó. Trừ hói đầu bụng phải là còn tất cả thích hết. Dạ. Đàn ông nhiều người hói đầu lắm á. Mà hói đầu bao giờ cũng thành công, thông minh lắm á. Trời ơi, bên này hói quá hói luôn. Bụng phệ quá phệ luôn. Dạ. Ăn dữ lắm sao bụng bự vậy em? Dạ em ăn cũng ít à. Dạ ăn ba bữa thôi à. Dạ. Đây mập của từng này chắc 8 mấy ký á. Rồi bây giờ là chị đang lo lắng vậy nè. Ở cũng hơi cách xa nhau ha. Dạ. Thì bao lâu ví dụ mình hẹn hò đi, một năm là mình đám cưới đúng không? Dạ. Thì trong cái năm đó thì em chăm sóc bạn gái bằng cách nào, như thế nào? À, thì mình có thể hẹn hò ở thành phố nè, cũng được á. Một tuần 2-3 ngày cũng được. Tuần 2-3 ngày? Dạ. Chạy từ Long An lên. Bến Lức với gần Sài Gòn. Gần à. Dạ. Gần lắm. Bến Lức lên Sài Gòn đi khoảng 15 phút là tới rồi. Vậy đi Gò Vấp. Đường cao tốc quẹo cái rào là tới rồi đúng không em? Dạ. Dạ đúng rồi. Mà nó đi xe hơi. Xe máy cũng nhanh lắm, đi 30 phút tới hả? À. Rồi dạ. Mình đã sẵn sàng gì cho tương lai, cho đám cưới, cho vợ con mình sau này chưa? Có ấm cho mình chưa? Hiện tại thì em có công việc cũng ổn định, nhưng mà ở chung với bố mẹ. Nhà đông anh em không? Dạ có hai anh em, em có một người anh. Anh lấy vợ chưa? Dạ có vợ rồi. Có vợ rồi, ở chung trong nhà luôn? Dạ hiện đang ở chung. Thì sao? Em lấy về anh phải ra. Thì anh ra, anh ra hay em ra? Chắc là anh ra rồi. Cái đó chưa biết nữa. Anh phải nhường cho em với lại nghèo quốc ăn, giàu giàu ăn nghèo chịu mà. Dạ. Nên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Dạ cảm ơn. Trời đó bạn gái sẽ trai sao? Dạ nãy giờ em đã thích rồi nên là giờ còn thích nữa. Dạ. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương mà, da trắng dễ thương. Anh hẹn hò với em là anh phải chạy từ nhà anh lên của em hả? Ừ, vậy đó. Thế rồi anh định tuần hẹn mấy lần hay là tuần sao? Tuần 2-3 lần cũng được. À, 2-3 lần cũng được ha. Ừ. Gần mà đúng không? Gia đình bán ở quận 10 mà. Anh làm thành phố luôn kìa. À, vậy yên tâm rồi. Em rảnh qua bán phụ luôn cũng được. Anh có biết uống rượu không? À, anh biết ít ly, uống ít ly thôi. Ít ly hả? Ừ. Biết hút thuốc không? Không. Không hả? Ừ. Ít ly là yên lít đấy em. Tương lai anh tính làm sao vậy? Bây giờ tính làm sao đây nè? Thì bây giờ mình hẹn hò nè. Hẹn hò nè ha. Anh là một năm nữa mới cưới ha. Ừ. Một năm nữa mới cưới. Thì cũng được đi. Mặc dù nhà em là cũng hối em. Nhưng mà nói chung một năm là cho hai đứa mình tìm hiểu là cũng được rồi. Ừ. Con cái thì trai gái thì hỏi luôn đi. Chưa. Trai gái gì cũng được. Trai gái cũng được ha. Tại em nghĩ anh chắc bên nhà anh cũng thoải mái, tại vì bên mình là còn có anh trai thì có gì anh trai thì cái mình cũng không có áp lực việc con gái con trai hay là có con gì đó. Đúng không em trai nói đi. Dạ đúng rồi, trai gái không quan trọng. Nói trai gái gì cũng thích hết á. Thế nhưng mà anh thích trai hay thích gái? Anh thích cả hai. Cả hai luôn hả? Ừ. Cảm nhận hôm nay mình gặp nhau, cảm nhận đầu tiên như thế nào? Anh thấy em sao? Anh thấy em mà. Sao? Xinh, dễ thương. Học với lại ý thích của anh. Dạ. Biết nấu ăn đâu là anh thích lắm à? Dạ biết. Ừ. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà tại vì em thường hay nghiên cứu món ăn lắm nên là có những cái thứ mà em mới nấu lần đầu á. Cũng được, để anh thử cho. Nên là món em biết nấu nhiều thì ngon, nhưng mà nấu lần đầu thì không biết sao, nhưng mà anh có chịu thử không thôi. Kể một vài món cho anh nghe coi hấp dẫn không? Món em nấu ngon á, em nói thử anh nghe coi. Anh thích ai nấu ăn lắm. Dạ đa phần là những cái món mà mình để ăn cơm thôi. Ví dụ canh chua, cá kho, thịt kho gì đại loại là để ăn cơm bình thường thôi, gỏi gì này kia thôi. Còn những cái món mà cao sang nhà hàng quá thì em phải nghiên cứu từ từ. Nhưng mà đại loại là mình cũng nghiên cứu được. Thôi bây giờ tôi thấy nãy giờ ở dưới nó bạn nữ thì men rồi, nãy giờ thấy bạn nữ tấn công bạn nam cũng nhiều rồi. Bây giờ bạn nam phải chứng tỏ là mình nam nhi đại trượng phu. Bây giờ em
làm gì đó có thể em tiến lên nắm tay cổ hoặc là nói một cái gì đó, em tỏ tình gì với cổ coi chứ em nãy giờ thấy là em có bộ khái yếu rồi đó. Anh mẻ lên, anh trai mẻ lên thôi, có anh trai còn dưới kìa, anh trai men quá trời. Dạ. Anh sẽ phép được nắm tay thôi. Dạ thôi nắm đi. Em có yêu bản thân của em không? Dạ có. Vậy làm tình địch với anh đi nha. Hả? Vậy em làm tình địch với anh nha. À em hiểu rồi. Hiểu rồi. Tôi không hiểu gì sao vậy? Thôi em hiểu được rồi. Cô làm tình địch là sao? Ý là em nói là em yêu bản thân em, anh cũng sẽ yêu bản thân em, cho nên là hai người sẽ làm tình địch. À, hôm nay tôi được khai sáng. Cao siêu quá. Bà Mai thua. Em có thể nói ý nghĩa món quà em tặng cho bạn đi. Yeah. À, tặng gì cho em đây? À, là... thôi để về nhà coi ha. Ừ, được. Thôi luôn đi, nói gì đó ý nghĩa luôn đi. Thì thứ nhất là anh không phải tặng hoa, tại vì người ta tặng hoa là để em nhìn nó tàn úa. Thứ hai là anh cũng phải tặng son, tại vì tặng son thì mỗi lần đi với anh thì em cũng bị phai thôi. Chứ anh tặng cái gì? Anh tặng nước hoa. À, lưu giữ mùi đúng không? Ừ. Lúc nào cũng có mùi thơm trên người đúng không? Ừ. Còn à, em món quà em tặng anh là một quyển sách mà em rất là yêu thích. Nhưng mà anh về có sách thôi, còn cái bìa ngoài là đừng để ý. Tại cái bìa mà em tự nói, mình nhìn không có được đẹp lắm. Sao quan trọng tấm lòng là được. Dạ, tấm lòng là được. Thôi đủ rồi, cặp này đủ rồi. Thôi xuống được. Quyết định đi. Tỏ tình rồi thả thính vậy là đủ quá rồi, đây rải thính đầy sân khấu là đủ rồi, cặp này đủ rồi. Thôi xuống được. Quyết định đi. Tỏ tình rồi thả thính vậy là đủ quá rồi, đây rải thính đầy sân khấu luôn. Đâu? Rồi, để tay bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Nãy giờ mình có thể nói vui vẻ với nhau ha. Chúng ta có 30 giây lắng lòng lại, nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình, kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Nhấn nút là chúng ta tiến xa hơn đến cái chuyện kết hôn với nhau, chứ phải nhấn nút để chúng ta uống cà phê với nhau nha. Nhấn nút là trao duyên với nhau. Mà trao duyên rồi thì không có còn duyên nữa đó, không có lấy lại được đâu. Suy nghĩ cho kỹ. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nha. Và bây giờ là thời khắc quyết định, hãy đưa ra cái sự chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Bây giờ là thời khắc quyết định, hãy đưa ra cái sự chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Đấy, mạnh mẽ lên nào. Hãy làm nhiệm vụ của tình yêu. Hôn nhau. Mạnh mẽ lên nào. Em thích thích vậy, em không em gái vậy chị. Bây giờ em gái không em trai chắc mới hay nè. Dạ, mạnh mẽ mà. Đúng rồi, có gì đâu. Dễ đó. Đâu. Rất dễ thương. Anh thích những người như vậy đấy. À, anh trai chuẩn bị quà cưới nha. À nhưng vẫn tìm cách nắm tay nhau thật chặt và tìm hiểu nhau. Sớm sớm báo tin vui cho chúng tôi nha, nắm tay nhau đi. À vậy đừng hiếp em trai tôi nha cô. Rồi. Đâu, em đâu có đâu. Em trai tôi hiền lắm đó nha. Em đâu có đâu. Em hiền mà, em cũng hiền lắm. Dễ thương lắm nhưng mà. Ông em thích vậy đó. Phải không? Dạ. Móng chuồng dữ lắm rồi đó nha. Móng chuồng lắm. Thôi dẫn em gái xem phim đi nào. Đi đi cơ, hai đứa. Dễ thương quá. Nha. Dễ thương quá ha. Rất là hợp lý đó. Ờ, có cái vụ mà em gì xong anh làm tình địch với em đi á. Đúng rồi. Khó hiểu em mới. Cái đó nó có gì khó hiểu. Mày không hiểu, giải thích mới hiểu á. À dạ. Yeah. Rồi.